Anh em thích cắt bên nào bằng kéo? Nhiều khi anh em nói là thuận tay thuận chân. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em kiểu tóc Molex cổ điển nha, Molex cổ điển. Thì nó đặc biệt đặc điểm ở đây của những kiểu tóc cổ điển ấy. Hôm nay thì cường sẽ chia sẻ cho anh em hai kiểu tóc. Một á là kiểu tóc gọi là size gọi là gì ta, mullet cổ điển. Cái kiểu thứ hai á cường muốn chia sẻ tới đây á là kiểu tóc long stream nha. Ok ha, thì hôm nay thì cường sẽ chia sẻ cho anh em hai kiểu nha, và nếu mà còn thời gian thì cường sẽ chia sẻ kiểu tóc thứ ba. Quan trọng nhất anh em mình vẫn là phần cắt trước cái đã. Còn ví dụ cái thời gian học hóa chất á, thì nó sẽ còn dài lắm. Biết không biết cái gì thì anh Cường sẽ chỉ thêm cho các bạn. Thậm chí các bạn về tiệm các bạn vẫn có thể học được. Sẽ gặp trong tiệm chắc chắn những cái này phải gặp trong tiệm rồi. Nhưng mà những cái kiểu tóc mà Cường dạy ở đây đa phần nó rất là ít gặp. Các bạn hiểu không? Rất là ít gặp. Rồi, ok. Thì bây giờ Cường sẽ bắt đầu nhé. Đây là một cái đầu ken tóc đang rất là đẹp, dài để mua lát. Thì mình sẽ bắt đầu cắt nó. Thì đầu tiên là mình vẫn phải chia ngôi. Cái tóc này anh em sẽ thấy là cần hay xoắn lại trước để mà kẹp, tại vì nó dài mình nó xoắn được. Còn tóc ngắn thì anh em mình chỉ cần chải lên là kẹp thôi, chứ không cần phải xoắn nó lại nha. Tại vì nó ngắn quá xoắn đâu được đâu. Ok ha. Tới phần sau gáy nè. Thì mình sẽ lấy hai cái đường này mình nối tròn nó lại. À, các bạn thấy rõ không? À, mình lấy tròn nó lại nhé. Hai bên mình chia thẳng và sau đường sau gáy mình bắt cái mình lấy tròn nó lại. Có nhiều bạn hỏi là cần trước khi cắt sau bát thì sẽ cắt mullet, thì cần sẽ chỉ cho anh em về cái việc mà cắt cái tóc mà gọi là cái tóc mà mình hay gọi là tóc xõa, tóc tự nhiên á. Những cái người lớn mà họ muốn cắt hoặc những cái đứa mà thời mà trẻ trẻ hồi trước họ cắt á, thì họ sẽ cắt như thế nào. Khi mà nhắc tới tóc xõa thì nhiều anh em sẽ nghĩ là phải cắt kéo đúng không? Thì cần sẽ cắt cho anh em một bên bằng kéo và một bên bằng gì? Công đơ, để cho anh em thấy hai bên nó có khác gì nhau hay không nhé. Thì đầu tiên bắt cắt bằng kéo trước nè. Rồi sẽ cắt phía bên này bằng kéo nha. Ok ha. Anh em thích cắt bên nào bằng kéo? Nhiều khi anh em nói là thuận tay thuận chân ha. Bên này nó sẽ thuận hơn nè. Cắt kéo là tại vì biết sao không? Khi mình chia về cái kéo mình cầm vậy nó sẽ thuận hơn là khi mà mình cầm này. Thì đâm ra cần chọn cái khó đây mà chỉ cho anh em luôn, còn thì nó vẫn như thế thôi. Tại anh em có thấy rõ ràng là bên này nó sẽ không? Còn mà cắt tông đơ thì nó lại ngược lại. Tông đơ thì bên này sẽ là thuận, còn bên kia nó sẽ là ngược, đúng không? Và bên tay trái lúc nào nó cũng thuận hết. Rồi bây giờ cần sẽ chỉ nó, tại vì anh em nhìn này, kê vậy nó sẽ khó hơn là mình cầm ngoài này vô chứ, đúng không? Rồi bây giờ.
hai bên họ sẽ đi tông đơ lên nhẹ một tí xíu, chứ họ không có đi bằng kéo, không đi lược, không có thả cái bát xuống. Còn ngày xưa đúng chuẩn của nó là phải đi đi bằng kéo, đi bằng lừa, tóm lại là để cho nó dài dài, nó chỉ chĩa xoay lai xuống nó mới đúng. Anh em thấy những cái tóc của vườn sao băng ngày xưa không? À, thì tóc nó phải có, đuôi nó phải có. Còn mà bây giờ thì đa phần mình cắt gọn lên, tại vì cái tóc của người Á Đông mình á, người Việt Nam mình á, thì nó họ lại pha pha một chút xíu. Anh em có để ý không? Kể cả cái việc mà cắt tóc Hàn Quốc gì nữa thì họ vẫn pha một tí vô tóc châu Âu. Tóc châu Âu là người ta sẽ chuyên sử dụng kỹ thuật bằng tông đơ. Còn người châu Á thì đa phần sử dụng bằng kéo. Nên đâm ra khi mà những cái kiểu tóc này khi mà về Việt Nam mình á thì nó lại khác. Anh em mình để ý coi mấy thằng Nhật á, đa phần nó thích tóc dài dài, nó không thích cắt tóc ngắn đâu. Thích cắt để tóc dài 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 không à. Còn người Việt Nam mình thì lại khác. Lại thích để tóc gì? Vừa vừa, nó không ngắn như thế thằng Tây. Thằng Tây thì nó ngắn hơn. Nên đâm ra Việt Nam mình về chế lại pha một ít vuông Tây, pha ít của Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam mình thì lại thật sự về tóc tai nó không có một cái chất riêng. Khó để nói một kiểu tóc mà đó của người Việt Nam lắm, khó. Đúng không? Thì đa phần nó sẽ lai lai bởi một ít của tóc châu Âu và một ít của người Á Đông. Tại Việt Nam mình bị Á Đông là ảnh hưởng văn hóa sau này thôi, còn châu Âu là ngày xưa nó đã đô hộ mình thời Pháp rồi, nó đã thay đổi cách cắt tóc, cắt tai của mình thời đó rất là rõ rồi ha. Và đây là Cường sẽ chia sẻ cho anh em các kiểu tóc True Block nha. Rồi, ok ha. Rồi, anh em mình thấy kiểu này ok không? Có thể đứng lên hoặc là đứng có thể ngồi đó cũng được để xem lại cho kỹ ha. Cách tạo kiểu anh em nhớ chưa? Tức là đánh tay và đánh chọc, đánh xuôi theo tóc chứ không được đánh vậy nha. Anh em đánh vậy nó rối dữ, tóc nó rất là rối. Và khi nó rối rồi thì mình rất là khó tạo kiểu ha. Còn ví dụ mình đánh rồi mà tóc nó bị sẹp thì tôi sẽ chỉ cho anh em cách để cho nó phòng. Đánh ví dụ mình đánh xuống nhưng mà lỡ cái tay mình nó đè quá, nó sẹp mất cái sợi tóc mất tiêu rồi, thì phải có cái hộp. Mình đặt cái tay này, ví dụ nó bị sẹp xuống thì rồi nó bị sẹp xuống, nhìn nó không được đẹp đúng không? Thì bây giờ mình đánh lại sơ và mình dùng cái tay này giữ nguyên một chỗ nha, mình đẩy ngược lui sau, đẩy ngược lui sau rồi mình thả ra, thấy không? Mình thấy nó phồng lên không? Rồi chùm chỗ này, mình đẩy ngược luôn, đẩy ngược luôn, đẩy ngược luôn, đẩy ngược luôn. Đó thì cái sợi tóc nó sẽ phồng lên lại. Ha, anh em hiểu chưa? Mình đẩy cái tay ngược lên cho sợi tóc nó phồng lên. Rồi, ok. Và xin phép kết thúc mái tóc này ở ngày hôm nay nhé.